Cái tinh thần mà giới thiệu với cộng đồng người Việt hải ngoại và nói lên những cái sự mà thay đổi tại Việt Nam. Chúng tôi đang ở trên đường quốc lộ 13, đại lộ Bình Dương. Đây là bây giờ là đại lộ Bình Dương. Chúng tôi đang ở tỉnh Bình Dương. Chúng tôi sẽ đi quay những cái khu đô thị mới và cái khu mà của người Nhật, cái thành phố tiêu biểu, và chúng tôi sẽ đi cái khu Đại Nam Tâm Linh để giới thiệu với cộng đồng Việt Nam ở nước ngoài những hình ảnh thay da đổi thịt và những cái thay máu, thay vì những cái thì giờ mà để mà chửi nhau trên mạng, nói qua nói lại nó không giải quyết được cái việc gì hết, ngoại trừ mà nói xấu lẫn nhau. Thì chúng tôi dùng những cái thì giờ này để gửi tới cộng đồng Việt Nam hải ngoại những cái hình ảnh thay đổi của đất nước. Hy vọng rằng những cái hình ảnh này sẽ làm cộng đồng người Việt ở nước ngoài thay đổi được cái nhìn về đất nước Việt Nam. Bởi vì chúng tôi nghĩ rằng với cái tuổi của các bạn bây giờ đó, ít nhất là các bạn cũng phải 65 tuổi trở lên, tức là sinh năm 1952 và năm 30 tháng 4 năm 75, và các bạn vừa đủ tuổi để đi lính. Với một cái lực lượng quân đội trong tay hùng mạnh 1.200.000 quân, đứng hàng thứ tư trên thế giới và đứng hạng nhất ở Đông Nam Á, với những cái chiến hạm tối tân hơn cả Trung Cộng hồi đó, và có lực lượng máy bay tiềm kích lớn nhất, mạnh hơn là quân đội không quân của miền Bắc mà chúng ta đã chấp nhận một sự sắp xếp của, phải nói rằng của Tâm Linh. Ok, Chánh Nguyễn, tối nay sẽ đúng như chương trình thôi, không có gì thay đổi. Tôi nghĩ rằng đó, cả những người Công giáo nó tin rằng mọi sự Thiên Chúa đã an bài. Thì ngày 30 tháng 4 năm 75, Thiên Chúa đã chọn những người miền Bắc là những người chiến thắng. Và người bây giờ đó, cả thế giới và ngay cả người Mỹ họ cũng công nhận rằng những người ở miền Bắc xứng đáng hơn chúng ta để mà điều hành đất nước, bởi vì những người miền Bắc luôn luôn đặt cái quyền lợi của Tổ quốc lên trên hết. Như là Tổng thống Donald Trump mới nói ở trong hội nghị APEC, tôi đặt quyền lợi của nước Mỹ lên hàng đầu. Quý vị trong căn phòng này cũng đặt quyền lợi của đất nước quý vị lên hàng đầu. Đó là cái lợi mà chúng ta phải công nhận chủ nghĩa dân tộc của Bác Hồ, nhưng mà đã được diễn giải qua cái lời nói của ông Donald Trump một cái cách khác, cũng là cái chủ nghĩa dân tộc nhưng một cách khác. Và ngày hôm qua khi đi thăm cái mộ của cụ phó bà Nguyễn Sinh Sắc, tức là thân phụ của Bác Hồ Chí Minh, thì chúng tôi mới thấy rằng cái tư tưởng Hồ Chí Minh đã đi từ cụ phó bà Nguyễn Sinh Sắc, tức là yêu nước với cái chủ nghĩa dân tộc. Đang ở Bình Dương, ở trong cái vòng xoay so sánh với tối hôm qua khi mà chúng tôi đi vào thành phố thì rất là tự do, chạy rất là tự do. Cái vấn đề nó tắc nghẽn đây là thứ nhất là không có cảnh sát lưu thông để mà làm cái chỉ đường hướng dẫn. Cái thứ hai nữa là tại vì đó là ai cũng là cái văn hóa này đó là mình không thể trách được. Và đây là tại vì cái hoàn cảnh bắt buộc, không tranh thủ thì không thể nào đi ra được cái chỗ này. Tại nhưng mà từ cái sự tranh thủ đó thì nó sẽ trở thành một cái đường tắc đường. Nhưng mà trong cái sự tắc đường này thì chúng ta lại thấy một cái xe chở đầu đấy, đi rồi, chúng tôi chán quá, chờ lâu quá, đi. Thì trong cái sự tắc đường này đó, thì chúng tôi thấy cái vấn đề kinh tế. Người ta không thể bỏ tiền đủ xăng mà chạy khơi khơi ngoài đường như vậy.
Ngày hôm nay ngày Chủ nhật thì tức là một số đồng bào có thể là từ ở nhà quê đi lên, một số sau một tuần lễ làm việc cực nhọc, ngày thứ bảy Chủ nhật phải thư giãn cho đầu óc nó bớt căng thẳng, chuẩn bị cho ngày mai thứ hai trở lại công việc bình thường. Tiền xăng ở bên Việt Nam đắt hơn ở bên Mỹ, tính ra đó là 19.000 một lít, mà 4 lít xăng thì mới bằng 1 gallon, mà 19.000 thì gần được 1 đô la. Như vậy đó thì 1 gallon xăng của bên Việt Nam là khoảng 4 đô la. Trong khi 1 gallon xăng ở bên Mỹ mà xăng loại super đó thì mới có 3 đô la rưỡi. Thành ra bây giờ không biết dân nào giàu hơn dân nào đây. Mỹ hay là dân Việt Nam, dân Mỹ Việt này giàu hơn hay dân Việt Nam giàu hơn? Một chiếc xe hơi ở bên Mỹ, thí dụ như xe Camry 30.000, cái loại top á, đứng đầu của cái có loại một Camry đó, bên Mỹ là 30.000, thì đây quý vị cứ tính ra gấp 3 lần như vậy, tối thiểu là từ 80 cho tới 90.000. Mà những cái loại xe như là cái loại xe Rolls Royce thì ở Việt Nam có tất cả là 17 chiếc. Cái cộng đồng Việt Nam nó có được bao nhiêu chiếc Rolls Royce? Zero. Không có ai có một cái Rolls Royce hết. Cái xe mà loại hạng xịn đó là Range Rover. Ở bên Việt Nam có rất nhiều. Bên đây nhìn cúp điện, đây cúp điện sao mà lại thằng đó cúp điện à? Rồi đúng rồi, nhờ Bình nói thì chúng tôi mới thấy rằng hình như là đèn xanh đèn đỏ không làm việc, thành nhà bà con tự cho mình một cái đèn xanh, ai cũng cho mình có đèn xanh hết. Rồi bây giờ bắt đầu xuống xe cãi nhau rồi. Rồi ông nào cũng muốn làm cảnh sát hết, nhưng mà không có ông nào mặc sắc phục công an. Rồi lại một ông nữa. Rồi cái chuyện này chuyện cãi nhau đây. Ở đây một chị này chở con nít đi đấy, mà lại chở thêm những cái bó cỏ thì chắc chắn là con nít không ăn cỏ, tại chỉ có bò ăn cỏ thôi. Ê, bây giờ đó, vừa lái xe vừa làm công an, tức là mình gọi là vừa đánh bóng vừa đá bóng vừa thổi còi, bên kia cũng vậy luôn, thế là kẹt cứng với nhau. Bây giờ bảo đảm là nghe là do heavy mother. Chúng tôi đang nói tiếng Mỹ rất là phong phú. Do là đánh đu đó, heavy là nặng, mother là má. Đu nặng má. Đó là tiếng Mỹ đấy. Anh Nguyễn Văn Xuân nói gần 100 cái Rolls Royce. À vâng, cảm ơn Xuân. Gần 100 cái Rolls Royce. Rất tiếc rằng hôm nọ đi với lại Bằng đi ra ngoài Vũng Tàu gặp xe tính phỏng vấn ông tỷ phú Lê Ân. Nhưng rất tiếc ông lại đi công tác xa nước ra nước ngoài, thành ra chúng tôi không được gặp. Hy vọng rằng lần tới mình sẽ nhờ anh em, nhờ Bằng liên lạc trước để mình đi ra ngoài phỏng vấn ông Lê Ân. Cái chiếc này, mấy chiếc này mà không dừng với xe tải kia là không qua nổi đâu này. Đúng chiếc rồi này, chiếc này băng qua đây mà bên cái này đường mà bây giờ cái xe cái tải làm sao á, nhường cái xe tải đi được á thì mình mới đi đó. Cái đó là cái mà gọi là không có sự nhường gì. Chúng tôi nói thí dụ như là đi vào cái chuyện nhỏ thôi, đi vào cái cầu thang máy, trong cầu thang máy đầy nghẹt người, đứng ở ngoài có một mình thì mình chờ những người trong cầu thang máy đi ra, xong mình thì có chỗ trống thì mình bước vào.
đâu có phải nhiều người đứng chờ lên thang máy đâu mà phải giành dịch với nhau đấy. Chặn này chặn đầu kia, chặn ở giữa chặn gì nữa. Vậy ok, chặn ở giữa chặn là được cái gì hết. Rồi bây giờ mình bắt chiếc anh Mỹ mình xuống đường mình làm cảnh sát. Mình xuống đường mình làm cảnh sát để cho xe nó chạy. À, cái thằng này đúng là thằng này phải đứng đây để cho. Đấy, thằng đứng này để không đi lên nữa để chặn cho cái xe tải này đi. Okay. Mà cứ đâm đầu lên thằng bó này. Đây đâm. Thằng kia lên thì gặp thằng kia tải đứng lại đó. Đây là ai cũng muốn tranh thủ. Đấy đấy là bậy đấy, không có nhường nhau. Cháu ra cháu chặn đầu kia, chú chặn đầu này cho xe đi. Đi 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 chặn đầu bên kia. Không bây giờ xe tải nó dài lắm rồi để nó ấy. Ai cũng muốn đi trước không à? Đi đi. Chưa quý khán giả, bây giờ tôi đang làm cảnh sát giao thông. Chặn đi, chặn đi, chặn đi. Vâng, thưa quý khán giả, KBC Hải Ngoại mới giải quyết được trong một cái tắc đường. Chúng tôi giải quyết được 4-5 chiếc xe tải. Bây giờ đường nó được thông ngay lập tức. Chắc kiểu này là nhà báo ở lại làm công an giao thông ở Bình Dương luôn. Vâng, thưa quý khán giả, chúng tôi cảm ơn tất cả những tài xế ngày hôm nay, xe tải cũng như là xe ô tô cũng như là xe gắn máy, đã tuân thủ một người không phải là công an đã đứng ra giải quyết cái nạn tắc đường ngay vòng xoay ở Bình Dương. Không, cái này thì thật sự rằng có rất nhiều lần rồi, nhưng mà bữa nay mình ở trong cái hoàn cảnh mình phải bắt buộc, và họ mọi người rất là nghe lời. Thì điều đó chứng tỏ rằng tại vì chúng ta thiếu nhân viên ở đây làm việc thôi. Chủ nhật, ngày hôm nay chủ nhật mà. Nếu mà KBC Hải Ngoại mà không làm cái chuyện này có lẽ là chúng tôi còn ngồi khá lâu ạ. Tại vì 4-5 chiếc xe tải nằm ngang đường như vậy là tự nhiên là tất cả mọi chiều đều bị tắt đường hết. Chúng tôi không phải là người Bình Dương, nhưng mà trước đây chúng tôi đã làm cho ICCS, tức là cơ quan kiểm soát về hòa bình càng ngưng chiến tại Việt Nam, ban liên lập quân sự bốn bên ở Bình Dương. Ê, mình được lãnh lương công an ngang. Có lẽ phải đề nghị công an thành phố Hồ Chí Minh trả lương cho nhà báo trong chuyến đi này đó.
Vui các bạn ơi, hóa ra là bà con cũng nghe lời mình ấy, chứ đâu phải không. Không có gì hết, chỉ có mỗi một người nhường nhau một chút xíu. Bây giờ không ai nhường thì mình bảo người ta phải nhường, và trong đó là giải quyết được xong hết. Chúng ta yêu nước là chúng ta xây dựng đất nước. Chúng ta yêu nước không phải là chúng ta chửi nhau. Chửi nhau ở trên cái Facebook hay trên mạng nó không giải quyết được cái chuyện gì hết. Đây này, đấy, tiếng Đại Hàn này, tiếng Tàu này, tiếng Nhật luôn. Tiếng Việt Nam đương nhiên là trên đầu. Bình Dương là một cái thí điểm của theo một cái mô hình của kinh của Nhật. Bây giờ nó là văn minh hơn nữa, là có tượng sáp ngồi bên đường để bắn hoa sen. Đấy, quý vị thấy là một người làm bằng sáp, lấy một cụ già đứng cầm cái hoa sen để bán hoa sen, mùa này mùa sen đi quý vị. Tức là người bán hàng không cần phải đứng dầm mưa dãi nắng nữa, có người sáp làm cho mình rồi. Nhưng mà có một người sáp mà nổi tiếng nhất thế giới đó, đó là người sáp Trần Đại Quang. Chống cộng cực đoan nói là ông Trần Đại Quang là người giả, là, nhưng mà tất cả các nguyên thủ quốc gia đã tới tham dự APEC và bắt tay với ông Trần Đại Quang, chắc là họ phải phục là cái sáng chế của Việt Nam tuyệt vời. Hà chắc nó kẹt người tư giới luôn rồi đó. Đoàn Ngọc Thạch, tại anh Hên không gặp Ngô Kỷ lái xe, tại nếu không là căng đó anh. À, không sao, tại Ngô Kỷ tôi bảo đảm không dám về Việt Nam đâu. Chính thức mời hả? Chính thức mời rồi, Nguyễn Thanh Sơn mời rồi mà đâu dám về. Đấy. Ngô Kỳ nói rằng tôi chỉ về Việt Nam khi nào không còn cộng sản. Ở Việt Nam bây giờ đâu có cái cộng sản nào nữa. Chúng bây giờ về Việt Nam không có xài cộng sản, xài toàn là những cái máy cày không à. Đi ra ngoài ruộng ấy, không còn trâu cày nữa mà toàn là máy cày không. Văn minh tiến bộ cao trào của thế giới, sự phát triển của đất nước là nó đương nhiên rồi. Là một nhà báo, chúng tôi không đứng vào phe phái nào hết.